Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay đã quay lại kênh của mình. Hôm nay mình sẽ làm một video quay lại cảnh biển Vũng Tàu, chia sẻ cho mọi người cùng xem người nhé. Mọi người xem hết video thì mới thấy được vẻ đẹp của Vũng Tàu các bạn nhé. Bãi biển Vũng Tàu nằm cách thị trấn Dương Đông khoảng 20 km. Cách bạn đi theo con đường đi đến Winbur đến đây thì rất là đẹp các bạn nhé, còn hoang sơ và chưa được con người khai thác du lịch nhiều. Ở đây chỉ có 2-3 cái resort đơn sơ thôi các bạn nhé. Bãi biển Vũng Tàu hay còn gọi là Bán Nghiệp do bãi cát vàng lưỡi liềm đẹp đẹp và hoang sơ. Cả nhà xem video trên kênh của mình thì hãy cho mình một like, một đăng ký kênh và bật chuông theo dõi các video mới trên kênh của mình giúp các bạn nhé. Các bạn nào chưa kết nối thì mình hãy kết nối để nhận thông báo mới nhất các bạn nhé. Đây là bãi biển ở phía trước Vũng Tàu, rất là đẹp. Bạn đi vào Vũng Tàu thì các bạn nên để ý nha các bạn. Ở đây là rừng núi rất là rậm rạp và nhiều rắn, đặc biệt là loại rắn ngô mang và các loại rắn ngô ở đây nó rất là nguy hiểm các bạn. Các bạn để ý. Đây, mình đang quay chỗ này, nó đang có một con rắn nha các bạn. Bạn nhìn xuống phía trước này, đây mình đang đi này, con rắn đang bò dưới chân mình. Đây mà nó mình gặp mà bữa mình đi ấy là mình thịt nó rồi. Đâu rồi, con rắn nó chạy rồi, để mình quay lại con rắn nha cho các bạn cùng xem. Đây là cái ốp nước ở bên trong nó chảy ra nha các bạn. Đó, đây con rắn nó nằm đây rồi, nó chạy xuống tới chỗ đây rồi các bạn. Đây. Đâu phía trước rồi, đợi đi. À, nước ở trong cái cửa sông nó chảy ra nha các bạn. Chỗ này nó bám rất là đẹp. À, chỗ này có nhiều cây khô nữa các bạn. Rất là đẹp luôn. Các bạn có thể đến đây chụp hình check in sông ảo. Biển Vũng Tàu khá là đẹp, nước biển trong xanh cả mùa mưa và mùa khô các bạn nhé. Đặc biệt đứng ở đây có thể nhìn thấy Hòn Mông Tây luôn các bạn, ở phía xa xa các bạn. Xung quanh này nó có nhiều thảm thực vật còn khá là nguyên vẹn, kết hợp với nhiều loài cây gỗ thông, cây cọ, cây dương mọc rải rác khắp bờ biển. Ở đây thì các bạn có thể tắm ở đây và có thể bắt ốc ở trong các cái mỏm đá này các bạn. Ốc ở đây cũng rất là nhiều, có loại ốc sò cừ và các cái con sâu biển dính ở trên cát các bạn nha. Bãi biển này nó còn khá là hoang sơ, mọi người có thể đi làm các bữa tiệc cuối tuần với chiếc ở đây các bạn nhé. Bên kia thì nó cũng có cái quán các bạn, có cái quán ở phía trên này, tí nữa mình sẽ đi qua và di chuyển quay lên phía trên này cho cái quán này cho các bạn cùng xem cảnh này các bạn nhé. Bạn có thể đi dạo hành hành biển, đi dọc theo bờ biển trải dài này, có thể mình sẽ dạo thuyền ở trên biển này, các biển các bạn nhé. Các bạn muốn lưu trú thì các bạn qua bên kia resort ở bên kia, các bạn thuê ở bên đây và ăn uống ở bên cái resort bên này các bạn nhé.
đầm ở phía Tây Đảo Phú Quốc, được đánh giá là khung cảnh đẹp nhất, ngắm hoàng hôn cực đẹp ở Vũng Bầu. Các bạn có thể đến đây đây vào buổi chiều hoặc buổi sáng để ngắm hoàng hôn. Đây là các hình thù cho đá và nước thiên nhiên bào mòn và tạo nên các bạn nhé. Bãi biển Vũng Bầu trải dài khoảng 6 km nằm giữa bãi dài và bãi biển cửa cạn. Nhìn từ cao xuống, Vũng Bầu như một tấm vải lụa mềm mại duyên dáng ôm lấy phần đất liền. Bãi biển Vũng Bầu hay được người dân gọi là bãi bán nghiệp vì hình dạng đẹp trưng trong của nó giống như thì mặt trăng tuy khiết. Tuy nhiên ban tặng nơi đây bãi cắt cánh trải dài thu hút vào trong tầm mắt sáng sớm những tia nắng ấm áp khi bãi cát lấp lánh những ánh trắng. Nhưng khi đến hoàng hôn buông xuống thì các loại chim săn đầu vàng sậm. Dọc theo bãi cát thì các thảm thực vật này rất là nhiều, thì bạn có thể tạo ra cho mình những bức ảnh đặc xịn sò. Và ở phía trước của các bạn là phía xa xa là hòn đồi mồi các bạn nhé. Ở hòn đồi mồi thì các bạn đi từ ở chỗ biên bờ thì các bạn nhìn ra hòn đồi mồi cũng rất là đẹp. Đi bãi biển Vũng Bầu thì nó rất là an toàn vì bãi biển gần bờ không sâu. Tắm ở đây rất là thích hợp cho trẻ em vui đùa ở nước. Mời cả nhà cùng theo dõi video của mình nhé. Chúc cả nhà xem video thật nhiều vui vẻ. Thank you.
Thank you.
Xem video thật nhiều vui vẻ. Trời đã tối, mình xin phép tạm dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo trên kênh của mình mọi nhé. Các bạn nào chưa đăng ký kênh thì các bạn hãy đăng ký kênh và bật chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.